phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa thánh chúng trên đài truyền hình Bồ Đề Phật Quốc. À, hôm nay chúng ta lại đủ duyên để tiếp tục nghiên cứu về tác phẩm Kinh Di Ma Cật. À, thì à, kính thưa đại chúng, hôm nay là kỳ thứ 68 chúng ta nghiên cứu về Kinh Di Ma Cật về cái đề tài là Đại thí. À, thì à, kính thưa đại đại chúng là cái từ cái đề tài là đại thí nhưng mà trong đó cho chúng ta rất nhiều cái giáo lý cái pháp môn để chúng ta thực hiện thực tập chúng ta thực hành để chúng ta đưa đến cái an lạc rất là nhiều à, thì hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về cái cái tắt cái đề tài này vì biết rõ thân tâm như quyển khởi tinh tấn ba la mật vì bồ đề khởi thiền định ba la mật ừ. hai cái này hai cái, cái ý này là gần như là một cái nền giáo lý là đại thừa của đại thừa chúng ta mới học được hai cái nền giáo lý này ừ. thì gần như đề cập tới thiền định đó, đó thì uh, nói tới đạo phật thì phải nói thiền định đó. thì kính thưa quý vị là tất cả những tông phái nào của Phật giáo thì phải có thiền định. Thì thiền định được ví dụ giống như là muối để dành cho tất cả những bà nội trợ. Không có bà nội trợ nào mà nấu ăn không cần muối cả. Thì trong tất cả các tông phái của Phật giáo không có cái tông phái nào là nói là cái cái cái, cái giáo lý hay là cái pháp môn của cái tâm mình không có thiền định tư duy mà nếu không có thiền định tư duy thì coi chừng nó không phải của phật giáo thì ở đây gần như chúng ta nếu là chúng ta là người đệ tử đức phật người muốn có được cái an lạc qua cái nền giáo lý đức phật thì chúng ta phải thiền định tư duy nhưng mà ở đây xin thưa quý vị cái 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 đề tài đây đó là vì biết rõ thăng tâm như quyển khởi tinh tấn ba la mật là một cái giáo lý một cái giáo trình một cái pháp môn tu thiền định là dùng cái từ gọi là như lai thiền ừ. thì thiền định trong nhà phật á, thì nó cũng có cao có thấp quý vị có cao có thấp ở đây có nghĩa là đề à, bước thứ hai đó và liên quan tới thiền quán còn đề cập tới thiền định thì dù có phật giáo nam triền hay là tiểu thừa hay là đại thừa đi nữa thì cũng có hai bước mà thôi đó là thiền chỉ và thiền quán thiền chỉ có nghĩa là chúng ta ở giai đoạn đầu tiên chúng ta vào tập trung vào một cái hơi thở hàng ngày chúng ta thở bao nhiêu hơi thở như thế nào gần như chúng ta không để ý tới thì đức Phật dạy chúng ta có nghĩa là chúng ta đưa cái suy nghĩ chúng ta vào cái hơi thở, chúng ta nhận biết cái hơi thở đang vào, hơi thở đang ra, hơi thở đang vào, hơi thở đang ra, nhận biết. Hoặc là người có vị là gọi là sổ tức quán. Hơi thở vào đếm 1, hơi thở ra đếm 2. Hoặc là có vị đếm là hơi thở vào, hơi thở ra đếm 1 thì bất cứ phương pháp nào đi nữa mục đích cũng là để cho chúng ta trụ tâm lại theo cái hơi thở để chúng ta không suy nghĩ đến chuyện khác đó gọi là thiền chỉ có nghĩa là đình chỉ mọi suy nghĩ xung quanh nghĩ chuyện này chuyện 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 kia chuyện nọ này chuyện nọ nhưng mọi giờ chúng ta dừng hết cái đó chúng ta chỉ theo hơi thở mà thôi thì trong thiền định của tiểu thừa hay đại thừa cũng phải qua con đường này nó có khác ở cái chỗ này là bước thứ hai là thiền quán. Thì theo Phật giáo Nam Triền á, là cái đề tài mà để cho các thiền sinh mà mà ngồi mà quán thì lấy gọi là tứ niệm xứ có nghĩa là niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp có nghĩa là ngồi đó chúng ta suy nghĩ niệm ở đây có nghĩa là suy nghĩ về cái thân chúng ta nó vô thường đức phật ông nói là ai có thân rồi cũng sanh già bệnh chết có nghĩa là vô thường đấy cho thử có ai thoát khỏi cái đó hay không mà gần như chúng ta tìm hiểu người nam người nữ châu âu châu á châu mỹ châu úc gì nữa đã làm con người thôi thì phải vô thường ừ. có nghĩa là tứ niệm xứ niệm thăng, niệm thăng, rồi niệm thọ. Thọ có nghĩa là chúng ta ngồi hàng ngày á, chúng ta cảm thọ nhiều thứ mà chúng ta gần như không biết. Có khi chúng ta vui, có khi chúng ta buồn, rồi có khi nó không vui không buồn. Cái tâm trí chúng ta nó ở trong trạng thái đó, mà gần như chúng ta không bao giờ để ý, chúng ta đụng À, khi mà chúng ta ăn một cái chén cơm gần như chúng ta à, ăn cái gì đưa có vào như thế nào đó gần như chúng ta không biết nếu chúng ta không có thực hành thiền định tại làm sao các người tu thiền hay là cái người tu theo đạo Phật hay mà thậm chí cả Đức Phật chúng ta là ăn bằng bắp có nghĩa là khi mà cái tay chúng ta đụng vào thức ăn thì nó cảm nhận được cái thức ăn đó là cái mềm hay cứng, ngon hay như thế nào, thì tự động từ cái 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 cái, cái dây thần kinh ở bàn tay chúng ta nó đưa lên cái dây thần não và nó tiết ra cái dịch vị để nó tiêu hóa thức ăn. thì đó gọi là niệm, là nhớ, là nghĩ chúng ta đang cảm cảm nhận cái ăn đó, thức ăn đó ngọt hay là béo hay là đắng hay là cay thì nó tới niệm nó có ba cái niệm niệm là vui buồn hay là không vui không buồn thọ niệm thân niệm thọ niệm tâm tâm có nghĩa là à, quá khứ không đi tìm tương lai không ước vọng chỉ có pháp hiện tại là an ổn thế gian có nghĩa là cái tâm chúng ta ý muốn nói trong cái phương pháp của thiền vi Bát-xa-na này đó là chúng ta niệm cái thân chúng ta nhớ nghĩ đến cái thân chúng ta nó vẫn bị vô thường chúng ta đang nghe kinh nghe pháp nó rất là an lạc nhưng một lát nữa chúng ta phiền não nổi lên hoặc là chúng ta đang ngồi nghe kinh nghe pháp này mà ai chọc chúng ta tức thì rõ ràng tâm chúng ta nó bị vô thường nó vẫn là thay đổi rồi niệm pháp có nghĩa là chúng ta niệm nhớ nghĩ quán chiếu vạn pháp trên đời này nếu là chúng sanh hữu tình thì theo quy luật chúng sanh hữu tình đó là chúng sanh là nó có sự sống và chết mà nếu chúng sanh hữu tình á thì con người là cái loại động vật cao nhất thì chúng ta Niệm chứng coi Đức Phật ông nói là niệm Pháp ở đây đó là chúng co có quy luật vận hành của nó là đã làm con người rồi hay chúng sanh hữu tình rồi phải theo chu trình gì sanh già bệnh chết còn lại đó thuộc là chúng sanh vô tình là chúng sanh không có sự sống và chết giống như cái nhà cửa xe cộ điện thoại laptop máy quay vân vân thì nó theo quy luật liền thành trụ hoại không thì rõ ràng chúng ta ngồi tư duy chúng ta thiền quán chúng ta tìm ra coi đức phật ông nói trúng hay không ngoài ra chúng sanh hữu tình và vô tình nó còn một cái loại nào nó ra khỏi quy luật này hay không mà cái loại quy luật chúng sanh vô tình mà chúng ta được coi là cái loại động vật, cái loại mà được tồn tại lao dài nhất là trái đất của chúng ta có nghĩa là tồn tại hàng tỷ tỷ năm nhưng mà các nhà khoa học cảnh báo cho chúng ta biết một ngày nào đó trái đất này nó sẽ bị tan biến mà nó đã nhiều lần nó đã dễ bị rồi va chạm với một vài tinh thể khác thì điều đó chứng tỏ là lời đức phật chúng ta nói rất là chính xác chúng ta niệm thăng niệm thọ niệm tâm niệm pháp này để làm cái gì có nghĩa là ngồi tư duy ngồi suy nghĩ đó nó đơn giản là ngồi suy nghĩ về cái đó. Tại sao chúng ta ngồi phải suy nghĩ về cái đó? thì cái viện quay lại đi, chúng ta trên cái cuộc đời này chúng ta khổ vì chúng sanh hữu tình là chúng ta cho chúng ta là là là, là, là gọi là ngã đó. có nghĩa là cho chúng ta là tồn tại, vĩnh cửu, cho chúng ta là vĩ đại rồi chúng ta cho những chúng sanh vô tình á là nhà cửa xe cổ chúng ta nó không thể có được quyền hư từ chỗ đó mà nó theo quy luật của nó là sanh già bệnh chết thành trụ vậy không chúng ta không chấp nhận chúng ta khổ trước cái đó thì bây giờ chúng ta ngồi quán chiếu tư duy về cái đề tài thiền quán này đó, làm sao cho cái não chúng ta nó chấp nhận đây là cái quy luật đó là cái quy luật của vũ trụ chứ không phải là chúng ta ngồi, ngồi ngồi, suy nghĩ một cách vu vơ đâu quý vị mà gần như chúng ta không sống đúng cái quy luật này chúng ta mới khổ thì bây giờ chúng ta ngồi tư duy thiền định làm sao cho cái não chúng ta chấp nhận ra quy luật mà đã quy luật rồi thì nó sẽ không từ bản thân chúng ta và tất cả những cái của gọi là ngã sở đó nó cũng phải theo quy luật này khi chúng ta đã chấp nhận quy luật rồi Cái sự vận hành của nó chúng ta bớt đi thôi Bớt đi đau khổ là chúng ta có nếm được Chúng ta hưởng được cái giáo lý của Đức Phật rồi Huống hồ gì chúng ta giống như Đức Phật là thiền định tư duy mà chúng ta đứng trước cái sự thay đổi chúng sanh hữu tình sanh già bệnh chết chúng sanh vô tình thành trụ vậy không chúng ta không còn đau khổ nữa tự vì nó là cái quy luật mà chúng ta chỉ đồng tình với nó thôi chấp nhận và sống thuận theo nó thôi thì rõ ràng Đức Phật có cái nếp bàn là chỗ đó cái đạo Phật chỉ có bấy nhiêu đó thôi do chúng ta hàng ngày chúng ta sống hiểu sai rồi chúng ta sống sai cái quy luật của vũ trụ chứ không phải của riêng đạo Phật đâu thì chúng ta ngồi thiền định chúng ta ngồi chiêm nghiệm về cái đó đó là cái cái cái, cái, bước thứ hai của thiền định mà theo cái thiền nguyên thủy á, thiền vipassana đó là lấy bốn cái đề tài là tứ niệm xứ niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp trong quá trình thiền quán còn riêng bên đại thừa đó thì nó có rất nhiều cái đề tài hoặc là tổ sư thiền nó rất đề tài nhưng mà cái đề tài mà được cho là như lai thiền cái đề tài được cho là cái đề tài cao nhất trong các cái loại thiền thì ở đây ngài dùng cái từ này biết rõ thăng tâm như quyển đó. ngồi tư duy thiền định cái bước thứ hai đó làm sao nhìn thấy vạn vật trên đời này là mộng là quyển khi chúng ta nhận thức được mộng là quyển là gần như chúng ta không bám không đau khổ trước cái sự thay đổi của vạn vật trên cuộc đời này mộng là cái gì quyển là cái gì thì cái vị nhớ rằng là đức phật dạy chúng ta nhìn cái cuộc đời này là mười cái cái ví dụ những vật những cái cuộc đời này được ví dụ như nhiều cái vật đó giống như là mộng là quyển là bào là ảnh là như nguyệt rồi như trăng dưới nước nó có mười cái ví dụ thì giống như mộng ở đây cái vị thấy một chúng ta ngủ trong quá trình chúng ta ngủ chúng ta mơ mộng á thì quý vị thấy cái gì mơ đủ thứ hàng trăm hàng ngàn thứ lần á nhưng mà khi chúng ta thức dậy đó thì gần như những cái chuyện đó nó không có một cái gì cả mà trong mộng đó là gần như chúng ta thấy quá nhiều thì cái cuộc đời này này chúng ta thấy có tiền có tài có nhà có cửa có xe có cổ có đủ thứ hết gần như ai cũng thấy là chúng ta rất nhiều thứ nhưng mà chỉ cần chúng ta tắt thở chúng ta mất đó, thì hoàn toàn những cái đó nó không liên quan gì đến chúng ta cả y chang như người giấc mộng vậy đó còn ở đây ngài ngài chỉ chúng ta cách quán cái thân tâm là như quyển quyển có nghĩa là giờ chúng ta mở cái cái tivi truyền hình lên chúng ta thấy nào nhảy hát ca múa này kia nọ nhưng mà chúng ta bấm cái remote chúng ta tắt đi hoặc là một trong hàng trăm hàng ngàn cái nhân viên đó nó nó nó, nó hình thành nó được cái, cái cái ca hát đó điện cúp hoặc internet không có thì bất cứ một trong những cái nhân đó nó bị mất đi thì ngay lập tức cái hình động nhảy hát ca múa trên truyền hình nó sẽ mất ngay lập tức hoặc là chúng ta lấy cái 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 cái, internet mà chúng ta cái lấy ra khỏi chúng ta để gần gần để nó kết nối mà gần gần á là gần như chúng ta thấy nó không có kết nối nó không thấy hình ảnh nhưng mà chúng ta nhắn nó vào thì nó connect nét được thì ngay lập tức hình ảnh ca hát nhảy múa nó sẽ hiện lên thì cái vị thấy rõ ràng là mộng là, là quyển lúc có lúc không mà cái có cái không này đó là nó phải nói là trùng trùng nhân duyên à, một cái là cái việc nhớ trùng trùng nhân duyên một cái hình ảnh mà có mặt trên cái 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 tivi đó không thể ai liệt kê được bao nhiêu cái nhân duyên để tạo thành nên được đơn giản là trong cái tivi đó cái vị đếm biết bao nhiêu mạch điện bao nhiêu con sò bao nhiêu con 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 chip trong đó không thể liệt kê hết rồi cái vị nào là điện nào là plastic rồi màn hình uh, kính là cái nổi quá nhiều mà phải đầy đủ nhân duyên như vậy thì cái hình ảnh đó nó mới nổi lên mà bây giờ chỉ cần mất một hai cái nhân duyên đó thì ngay lập tức cái, cái hình ảnh nó tan biến đi đó gọi là quyển hoặc là ở đây cái vị nhớ quyển ở đây có hiểu một cái nghĩa nữa đó là cái vị nhớ rằng cái cái tivi nó không đủ nhân viên nó tắt đi dụ như mất điện thì cái hình ảnh ca hát nhảy múa không có nhưng bởi giờ nó có điện thì hình ảnh ca hát nhảy múa nó sẽ có ngay lập tức Quý vị nhớ rằng là quyển ở đây có nghĩa là vạn pháp trên đời nó nó tồn tại không bao giờ biến mất. Mà nó có mặt và cho chúng ta thấy khi nó đầy đủ nhân duyên. Và khi không có đầy đủ nhân duyên á, thì nó trở về với cái vũ trụ. Nhưng mà nhớ không hề mất. có nghĩa là đại ý có nghĩa là cái việc đọc bắt nhã đó sắc tức thì không không tức thì sắc cộng tất cả những cái nhân duyên nó 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 đầy đủ thì nó có hình ảnh trên ca hát trên cái tivi đó là sắc tức thì không nhưng mà không tức thì sắc có nghĩa là chúng ta làm sao nhìn thấy cho được trong cái điện phải có hình ảnh của cái người ca hát đó. Từ cái không trong cái hình ảnh trong cái tivi, trong cái cái con bọ, chúng ta không hề thấy ca hát trong đó. Cái mạch điện chúng ta cũng không hề thấy ca hát trong đó. Rồi cái dòng điện chúng ta không không hề thấy người ca hát nhảy trong đó. Nhưng mà đầy đủ những cái cái nhân duyên đó rồi thì ngay lập tức từ cái không đó đó nó sẽ thiện lên cái hình ảnh của những người có đó quý vị thấy cho chúng ta thấy là cái đạo phật rất là khoa học mà cái chuyện là đức phật không phải nói bây giờ nha đức phật nói được ghi nhận hai năm về trước đức phật nói là vạn vật trên đời này không biến mất từ vật chất cho đến tinh thần nếu mà chúng ta học kinh điển mà đúng mức là chúng ta là một người rất là khoa học dù khoa học phát triển uh, uh, sáng tạo ra bất cứ cái gì đi nữa chúng ta cũng không thấy cái gì đạo phật lỗi thời cả mà chẳng qua là anh update hay là anh cập nhật những thông tin anh chứng minh thêm cho chúng ta thấy là cái vấn đề đó phật đã nói trong kinh điển rồi Vạn vật trên đời này nó tồn tại hết Không hề biến mất Từ vật chất cho đến tinh thần Quý vị nhớ cái chỗ đó Mà cái cơ thể chúng ta đây Vật chất và tinh thần Chúng ta có mất đi nữa Nó cũng trả về cho thất đại trong vũ trụ này Nó tồn tại trong cái trạng thái nào đó Khi đủ nhân duyên cộng với cái nhân quả Rồi chúng ta tái sinh là một chúng sanh mới Trong cái vũ trụ này chúng ta còn rất nhiều thứ mà chúng ta không thấy nếu là chúng ta dùng cái cặp mắt nhục nhãn này chúng ta nhìn thấy. Nó tồn tại trong cái vũ trụ này nó nó, nó đầy đủ hết á. Quý vị thấy trong cái không gian này nè, hiện tại đâu quý vị đâu có thấy những con số. Quý vị đâu có thấy những hình ảnh ca hát của người châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ xung quanh này đâu. Mà trên thực tế chúng ta chứng minh chuyện đó có rõ ràng cái tivi đó không hề có cổng giấy cổng dây kéo từ cái 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 máy quay cái hình ảnh đưa vào gì cả nhưng mà đầy đủ internet đầy đủ điện rồi xong rồi uh, kết hợp chúng ta muốn nghe đài của Mỹ chúng ta bấm đài của Mỹ thì ngay lập tức hình ảnh của người Mỹ đài của Mỹ nó sẽ hiện lên chúng ta cần hình ảnh của đài của t của việt nam chúng ta bấm cái, cái đài việt nam thì hình ảnh người việt nam hỏi lên hình ảnh người châu phi nó sẽ hiện lên người châu úc sẽ hiện lên nhưng mà quý vị nhớ xung quanh cái tivi này nó đầy đủ những hình ảnh của tất cả của các châu nhưng mà chúng ta cần cái hình ảnh của châu nào cái đài của châu nào thì cái tivi nó sẽ connect nét những hình ảnh xung quanh nó nó lấy vào còn trong khi đó những hình ảnh khác chúng ta không cần thiết chúng ta không connect nét thì nó không đến thôi thì rõ ràng trên cái cặp mắt nhục nhãn này chúng ta không hề thấy những hình ảnh ca hát xung quanh cái tivi điều đó cho chúng ta thấy từ vật chất cho đến tinh thần không bao giờ biến mất Chúng ta học đạo, chúng ta nghiên cứu kinh điển đến mức độ đó thì gần như chúng ta không có sợ gì cả. Nó là mộng, là quyển. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thân này, nó là trùng trùng nhân duyên tạo thành. Thì nó phải vô thường, vô ngã, khổ, vân tịnh. Chúng ta chấp nhận quy luật đó thì rõ ràng chúng ta không có khổ gì cả. Và chúng ta nhớ một cái điểm nữa là như quyển ở đây có nghĩa là chúng ta có mất đi nữa chúng ta có hết đến tuổi già chết đi nữa thì đủ chúng ta trả về theo Phật giáo Nam Triền đó, là ngũ quẩn nó tan biến nó trả về cho ngũ quẩn trong vũ trụ mà theo đại thừa là thất đại từ cái tiểu vũ trụ này nó trả về cho đại vũ trụ đủ nhân viên trong cái trong cái cái đại vũ trụ này từ cái 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 không này này nó cộng với cái nhân quả chúng ta gieo tạo nó tạo nên một chúng sanh mới là từ không trở thành có sắc tức thị không rồi không tức thị sắc đó là mộng là huyễn đó là cái cái quy luật của vũ trụ nha cái quy luật vũ trụ chứ không phải là cái quy luật riêng của bất cứ một tôn giáo nào hay là có riêng của đạo Phật. Nên xin thưa cái vị Đức Phật chúng ta giống như một nhà khoa học thôi. Ngài ra đời và ngài thấy những cái quy luật vận hành của vũ trụ rồi ngài nói lên. Nếu ai sống trúng quy luật đó thì được gọi là an lạc, hạnh phúc mà cao nhất gọi là niết bàn còn gần như chúng ta không thấy được quy luật này chúng ta chống đối chúng ta từ chối là gần như chúng ta không hề có được an lạc hạnh phúc và chúng ta không có nếp bàn lý do đó thì chúng ta phải nói là chúng ta được có chuyên được một bậc giáo chủ cho chúng ta những cái nhận thức mà rất là khoa học chứ không phải là nhồi nhét tư tưởng không phải là bắt chúng ta phải nhận những cái giáo lý mà không khoa học. Nó, chúng ta ở đây cái thiền định của của cao nhất của Phật giáo đại thừa là ngồi quán chiếu vạn vật trên đời này là làm mộng là quyến. Đủ nhân duyên nó hợp thành, hết nhân duyên nó tan biến, nhưng mà nó tan đi không hề mất, giống như là bãi sắt cầu vòng đủ nhân duyên đủ thời tiết thì bảy sắc cầu vòng nó sẽ hiện lên mà thời tiết thay đổi thì bảy cái màu mà đây nó gọi là tám tắc thôi gọi là bảy màu nhưng mà trên khoa học chứng minh chúng ta thấy là bên cạnh bảy cái màu rõ đó nó có hàng trăm hàng ngàn cái màu khác nữa thì bảy cái màu rõ đó nó tan biến vào trong vũ trụ này không có nhà khoa học nào mà tìm được cái màu đó nó nằm chỗ nào cả đừng hỏi và hỏi cũng không chỉ được đâu nhưng mà bây giờ cái thời tiết nó đủ nó giống như ban đầu thì ngay lập tức bảy cái màu đó gọi là bảy sắc cầu vòng nó sẽ hiện lại thì cái thân chúng ta được ví dụ giống như bảy sắc cầu vòng và ở ngoài vũ trụ này được ví dụ giống y như là cái vũ trụ thì cái thân này chúng ta chết rồi chúng ta mất rồi nó trả về với vũ trụ đủ nhân duyên thì nó hợp thành chúng sanh mới thôi một cái dấu lý rất là đại thừa mà làm cho cái người tu chúng ta mạnh dạn, chúng ta không e e sợ trước cái chết của chúng ta. Đó là chúng ta ngồi quán chiếu vạn vật trên đời là mộng là quyến thì gần như chúng ta không có đam mê, không có 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 đau khổ. Chúng ta không nhận thức được nó là vạn pháp trên đời này là là nó hợp rồi nó tan chúng ta thấy cái cái sự hợp của con người chúng ta đó chúng ta so với những con vật mà cái 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 tuổi thọ nó ngắn á, thì chúng ta cho là chúng ta vĩ đại giống như là chúng ta cho với con con mũi nó sống một tuần lễ thì còn chúng ta là tới 80 năm hoặc trăm năm thì chúng ta thấy nó lâu nhưng mà chúng ta lấy 100 tuổi của chúng ta mà chúng ta so với cái trái đất này thì coi hàng tỷ tỷ năm thì chúng ta nghĩ lý gì đâu Ừ, chúng ta quán chiếu như vậy đó Để chúng ta không có đam mê Không có khổ đau trước những cái thành Là trụ hoại không Hay là cái, cái, cái sự thành của vạn vật Và cái trở về không chúng ta cũng đau khổ Đó là cái đỉnh cao nhất của kinh điển đại cái cái thiền định của đại thừa mà gọi là như lai thiền khi mà người quán như quyển vậy thì gần như cái 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 dục cách tham cái xăng gần như nó không có nhưng mà muốn có muốn quán chiếu được cái cái thiền định gọi là như quyển này đó là xin thưa quý vị chúng ta cũng phải từ cái quán những chi phần nhỏ giống như của nam triền hay là tiểu thừa quán bất tịnh quán uh, từ bi rồi quán uh, khổ quán lạc là chi nọ tất cả những cái đó quán rồi chúng ta đến cái cái chỗ mà chúng ta mới đạt đến cái chỗ là vạn pháp này là như quyến thân tâm là là quyển là mộng nó là cái cái thiền của nam truyền và thiền của bắc truyền hay là thiền tiểu thừa và đại thừa nó khác nhau chỗ chỗ cái đề tài quán chiếu thôi còn cái công thức hay là thực tập nó giống nhau để mà chắc chắn là cái thành quả nó sẽ khác nhau đó cái vị để ý ha vì biết rõ thân tâm như quyển khởi tinh tấn ba la mật vì bồ đề mà khởi thiền định ba la mật khi à, vị nhớ ở đây khi vị nhớ là tu thiền như nãy nói đó là không có ai dành thì ở bên thiền tông nó là cái pháp môn của thiền tông mới là thiền còn tịnh độ tâm không thiền không được tịnh độ tâm mà cái vị muốn đạt đến nhất tâm bất loạn thì quý vị phải tập trung vào cái gọi là cái định niệm làm sao mà để gọi là nhất tâm bất loạn không loạn thì rõ ràng cái việc có định rồi đấy chứ đừng có nói tịnh độ tâm không có định nha mặt tâm hay là niệm chú của mê trang muốn có niệm chú mà có linh nghiệm mà linh nghiệm ở đây có nghĩa là chúng ta à, tập trung đó, nó có hiệu ứng đó. tâm chúng ta lạc được đó. thì chúng ta có đạt đến chỗ mà nhất tâm thôi mà nhất tâm là thiền định đấy còn giống như cái cái thiền của, của uh, pháp hoa tông hay là hoa nghiêm tông, rồi mật tông này kia nọ thì nó cũng nằm trong thiền định hết. Ừ. thì cái cách thiền mà xin thưa quý vị đó, quý vị đừng cái nặng nề là thiền định phải bắt chúng ta ngồi kiết già bán già nha, cái này coi chừng nó cản trở cái 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 cái, cái thành quả lớn của chúng ta. Giống như chúng ta nói là ngồi thiền là phải kiết già. Mà lớn tuổi rồi ngồi không được, chúng ta bỏ cái thiền định đi nó xạ nó nó uổng dữ lắm. Mà cái thiền định ở đây có nghĩa là chúng ta à quý vị nhớ là thiền định nó có nghĩa là cái từ mà dễ hiểu là ngồi suy nghĩ đó. Cái từ thiền định dịch cho đơn giản là ngồi suy nghĩ về cái gì. Vậy thì quý vị nhớ là cách cái tâm cái ý chúng ta nó mới suy nghĩ còn cái thân chúng ta nó không có suy nghĩ thì nhớ cái thân là cái phụ trong thiền định thân là phụ chúng ta ngồi bằng bất cứ trạng thái nào mà nó giúp cho chúng ta được an lạc nó không làm cái thân chúng ta khó chịu tự vì khi mà cái thân nó khó chịu nó sẽ tác động trực tiếp đến cái tâm chúng ta thì vị nào mà ngồi kiết già mà nó 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 đưa đến an lạc được thì ngồi kiết già có vị nào ngồi bán già được ngồi thì ngồi bán già có vị nào không ngồi được hai trạng thái đó ngồi trên cái ghế một cái trạng thái làm sao cho cái thân chúng ta nó đừng có khó chịu ừ, thì khi mà chúng ta thì cái cái, cái gọi là điều thân trước để bắt đầu mới điều tâm khi cái tâm cái thân chúng ta mà nó yên nó khỏe nó không có khó chịu rồi á thì chúng ta mới đi vào cái chỗ mà chúng ta thiền gọi là thiền uh, uh, chỉ á cái bước đầu tiên á theo hơi thở nó nó rất là dễ chứ còn bây giờ cái vị nó đang cái ngồi bị khớp mà cái bắt ngồi kiết già nó đau cái chân quá cái vị vào đó ngồi cứ lo đau chân không à chứ vì không thể tập trung vào cái hơi thở được thì nhớ đừng vì một cái 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 uh, điều thăng nó không cần thiết mà chúng ta bỏ đi cái phương pháp thiền định của chúng ta cái thiền định là rất có giá trị quý vị nếu quý vị áp, áp dụng phương pháp thiền định này trong cái cuộc sống quý vị thành công rất là nhiều khi cái bị tập trung vào một vấn đề nào đó, cái vị giải quyết vấn đề rất trong sáng, rất chính xác, rất nhanh. Một em nhỏ mà đã giải một bài toán giỏi đó là nó có cái thiền định, nó có cái tập trung tốt. Còn ví dụ như cái bài đó mà đưa cho em nhỏ đó mà nó cái đào nó vừa coi tivi hay là vừa chơi game mà nó giải cái bài toán thì gần như là nó kết quả không có mà rất là lâu. Còn thiền định này chúng ta áp dụng trong cuộc sống hiện tại cũng được. Có nghĩa là chúng ta ngồi trước khi thiền định chúng ta ngồi quán chiếu coi. Một ngày hôm nay từ sáng tới chiều chúng ta nói bao nhiêu lời. Lời nào thật, lời nào tốt, lời nào không tốt. Nếu là tốt thì chúng ta phát triển, giữ nó phát triển ngày mai nói tiếp. Còn lời nào mà chúng ta nói mà nó ảnh hưởng tới người khác nghe khó chịu á thì chúng ta hạn chế và chấm dứt nó. Nó, chúng ta cái thiền định của nhà Phật phải vậy đó. Bản thân nhà sư mà trước khi mà thiền định cũng phải quán chiếu bằng cách đó. Rồi chúng ta coi thử trong gia đình chúng ta có chuyện mà bất hòa, không vui với nhau, chúng ta tri tìm có cái nhân nó xuất phát từ đâu, từ lời nói của mẹ hay là của cha hay là của con hay bất cứ chỗ nào thì chúng ta tìm được cái nhân của nó thì chúng ta giải xử lý ngay cái nhân đó nếu là cha là mẹ là con ấy thì chúng ta ở ừ, cái chỗ này gia đình chúng ta không vui á, là do cái lời nói của của ai đó là cái người đó ta sửa là ngay lập tức cái gia đình sẽ trở thành nếp bàn thôi chứ cái nó không còn địa ngục nữa đó là cái cách thiền định đó cái vị vì nhất thiết chủng trí khởi bát nhã ba la mật à thì ở đây gọi là nhất thiết chủng trí có nghĩa là chúng ta cái 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 trí tuệ này đó chỉ có đức phật mới có được cái trí tuệ của đức phật này đó nó giống như là cái cái không riêng đức phật mới có nha trong tất cả chúng sanh đều có cái cái cái, cái, cái gọi là nhất thiết chủng trí này mà riêng Đức Phật là cái người khai thoát toàn diện cái trí tuệ này. Nên cái thấy của Đức Phật ở đấy. Khi mà có được nhất thiết chủng trí này đó. Ngài thấy được cái nhân chủng của tất cả chúng sanh. Và tất cả các pháp. Có nghĩa là Ngài nhìn cái con người đó. Ngài biết cái nhân hồi trước làm cái gì. Giống như một người đẹp thì ngài nhìn cái người này cái ngài thấy được cái nhân trong quá khứ người này tạo những cái nhân gì ngay lập tức mà thấy trên thực tế qua cái tuệ của ngài vào cái ngày ví dụ như cái người này cái tuổi thọ lao. thọ dài thì ngài nhìn ngày quán chiếu mà thấy ngay lập tức cái nhân trong quá khứ cái gì còn riêng chúng ta đó chúng ta gọi là cái người mà tuổi thọ lâu dài đó chúng ta không có cái trí tuệ gọi là nhất thiết chủng trí này đó chúng ta nương vào lời dạy của đức phật đức phật nói là cái tuổi thọ con người mà lâu dài đó là do cái nhân trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta phóng sanh có nghĩa là cứu mạng của nhiều con vật thì từ cái gọi là cứu cứu mạng đó nó làm cho tuổi thọ chúng ta nó dài hơn còn nhìn ở một cái người mà là ít bệnh Già mà ít bệnh á Thì chúng ta nương vào cái lời dạy của Đức Phật á Là Đức Phật ông nói là do chắc có lẽ hồi trước Những người này người ta chuyên làm Những cái cái gọi là bố thí thuốc Thì bây giờ nhờ cái nhân lành đó đó Cái nhân đó đó Bây giờ được cái quả báo có thân tướng nó ít bệnh hoạn Đó là chúng ta chúng ta chưa có là nhất thiết trí đó, thì chúng ta hiểu cái đó bằng cái cách dựa vào lời dạy quy theo quy luật nhân quả còn riêng đức phật có được nhất thiết chủng trí rồi đó cái thấy của ngài là thấy trực trực diện mà nhớ khi một khi mà đạt đến cái thiền định gọi là thành phật rồng á thì tất cả mọi người đều có cái trí tuệ này chứ không riêng chỉ có đức phật mới có đâu mà do chúng ta chưa khai thác được nên chúng ta chưa hưởng được cái đó, quý vị. Rồi vì giáo hóa chúng sanh khởi pháp khởi khởi quán vạn pháp dây không. Thì đây vì giáo hóa chúng sanh khởi quán vạn pháp dây không. Ở đây, quý vị nhà sư lấy một cái ví dụ, quý vị thế này, cái chuyện mà ở đời đó gần như chúng ta làm một cái gì à, uh, muốn có cái cái muốn giúp cho người ta một cái gì đó thì gần như chúng ta phải có cái yêu cầu ngược lại phải cho chúng ta một cái gì đó giống như bây giờ chúng ta đi làm công ty xí nghiệp thì người ta phải trả lương cho chúng ta đó là gần như cái quy luật của vũ trụ cái, cái cuộc đời này là vậy nhưng mà chỉ riêng có những cái giáo lý của đức phật mà đạo phật mà đặc biệt những những vị tăng những vị ni mà làm những cái hành động đó mà gần như cái hạnh của bồ tát không thấy mệt mỏi mà những việc làm đó hoàn toàn không hề gọi là lợi những cho riêng mình thì đang người nói rằng giáo hóa tất cả chúng sanh là khở khởi quán vạn pháp dây không Giống như Ngài giám viện ở đây Quý vị thấy không? Một mình Ngài mà gần như vừa xây dựng Rồi vừa bên cái, 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 mặt có nghĩa là, là là lo về giáo dục Cái con người ở đời thường như đó người ta chỉ giỏi một mặt Một người khi mà người ta giỏi về, về cái tinh thần á tu tập á, thì gần như hướng dẫn bên cái kinh tế người ta rất là yếu hoặc là một người mà chuyên gì làm kinh tế thì cái vấn đề tu tập nó là yếu tinh thần nó là yếu nhưng mà riêng ngài giám viện ở đây phải nói là ông đầy đủ được hai cái đó thì rõ ràng khi bị thấy một hành động của một vị bồ tát một vị tăng không hề mệt mỏi làm mà gần như hoàn toàn không có lợi ích cho riêng mình một miếng nào cả. Bỏ cả công, cả sức, cả cuộc đời của người. Mà gần như để lợi ích cho người khác học đạo, hiểu đạo và được an lạc mà thôi. Vậy đó mà cũng không ít người không hiểu ý này mà là trách móc những vị đó nữa. Thì đây cái vị thấy rõ ràng đây là cái hạnh nguyện là vì giáo hóa cho tất cả chúng sanh nên có những cái hạnh nguyện nó khác nhau như vậy. Thế thì hôm nay chúng ta xin được dừng ở đây, xin được nguyện cầu hồng ân chư Phật chứng minh và gia hộ cho thính chúng trên đài truyền hình Bồ Đề Phật Quốc lúc nào cũng thăng khỏe tâm an, Bồ Đề tâm kiên cố. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật. Hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời